tục chương trình là một số tin vắn trên lĩnh vực du lịch. Là một trong những địa điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Lạt, những năm trở lại đây, nhờ sự đầu tư bài bản quy mô, khu du lịch Thác Đa Tăng La Đà Lạt được xem là điểm du lịch lý tưởng dành cho du khách thông qua các dịch vụ vui chơi, giải trí như máng trượt, chinh phục thử thách, đu dây vượt thác, dịch vụ du lịch mạo hiểm, hành trình trên cao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ du khách cũng như đa dạng hóa các dịch vụ sản phẩm, trong năm 2017, Công ty Cổ phần Du lịch Nam Đồng, đơn vị quản lý và khai thác khu du lịch Thác Đa Tăng La Đà Lạt sẽ dành nguồn kinh phí 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng thêm một hệ thống máng trượt thứ hai tại khu du lịch. Máng trượt này có độ dài 3.000 m, dài hơn máng trượt hiện nay 2.000 m với 80 xe trượt hoạt động. Điểm khác biệt của máng trượt này là có thiết kế đẹp, lạ mắt. Xe trên máng trượt có độ xoáy và cảm biến điện tử, tránh sự va đập mạnh khi xe dừng lại ở giữa chừng trên máng trượt. Được biết, đây sẽ là máng trượt hiện đại và dài nhất Việt Nam. Khu du lịch TTC World, thung lũng tình yêu Đà Lạt cho biết, được sự đồng ý của Sở Tài chính Lâm Đồng, bắt đầu từ tháng 3 năm 2017 trở đi, giá vé vào cổng khi tham quan khu du lịch này sẽ được điều chỉnh tăng từ 40.000 đồng lên 100.000 đồng đối với người lớn và từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng đối với trẻ em. So với mức giá cũ, giá vé này tăng cao gấp 2,5 lần. Đơn vị này cho biết, lý do tăng giá vé lần này đồng nghĩa với việc tăng các dịch vụ bên trong của khu du lịch nhằm đa dạng hóa các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho du khách. Bởi với mức giá này, thì du khách sẽ được tham gia hoàn toàn miễn phí các dịch vụ như thưởng ngoạn toàn bộ cảnh quan của khu du lịch bằng xe điện, du ngoạn và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên trên hồ bằng pedalo, mà không phải trả thêm chi phí như trước đây. Trung Nam cũng đang tiến hành bơm nước ô nhiễm trong hồ Đội Có vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố Đà Lạt, sau đó tiếp tục bơm nước từ hồ Xuân Hương vào hồ này để khắc phục tình trạng ô nhiễm, đồng thời nghiên cứu tiến hành trồng thủy sinh thả bèo có kiểm soát để hạn chế mức độ ô nhiễm tại hồ.